Thu Phương, tôi chỉ là một nghệ sĩ, không phải diva hay minh tinh. Trong giao lộ thời gian, lớp in the bay số thứ tư, ca sĩ Thu Phương cùng với Minh Vương M4U khiến khán giả bồi hồi nhớ về những ca khúc gắn liền với tuổi thanh xuân của thế hệ 8X, 9X. Nếu Minh Vương M4U mang đến cho người nghe những giai điệu da diết ở những ca khúc Nhớ Em, Mưa Rơi Lặng Thầm, Hương Vị Tình Thân thì Thu Phương lại thử thách chính mình với Em Sẽ Chẳng Là Ai, Răng Khôn, Mắt Sắp Trăng Dưới Chân Mình, Cô Gái Đến Từ Hôm Qua. Chương trình giao lộ thời gian, lớp in the bay của Thu Phương và Minh Vương M4U phát sóng vào ngày 24 tháng 8 trên FPT Play. Tuy đã có nhiều năm kinh nghiệm nhưng Thu Phương vẫn đánh giá kết hợp với ca sĩ trẻ là thử thách khó. Dẫu vậy, vợ của Dũng Taylor vẫn tự tin mình có thể hoàn thành tốt vai trò của mình. Trong hậu trường, Thu Phương tâm sự mặc dù được khán giả biết đến là ca sĩ có cá tính, bản lĩnh trên sân khấu nhưng sâu thẳm trong lòng cô vẫn có những nỗi sợ. Đó không phải nỗi sợ trước khó khăn, mà cô sợ những điều không lường trước có thể xảy đến. Thu Phương như một người đi trên mây. Mỗi bước đi mình đều đắn đo vì không biết khi nào mình sẽ bị hụt chân và rơi tự do vào không trung, nữ ca sĩ 7X bộc bạch. Thu Phương luôn sợ hãi cảm giác người thân sẽ rời bỏ mình bên cạnh đó. Sự ra đi của bố ruột cũng khiến Thu Phương lo lắng và sợ những người thân yêu sẽ rời xa mình bất cứ lúc nào. Ngoài ra, cô còn cảm thấy có lỗi vì phải thường xuyên đi lưu diễn nên không có thời gian dành cho các con. Giọng ca chưa bao giờ tâm sự, người thân của Thu Phương đều chịu nhiều thiệt thòi. Khi Phương di chuyển liên tục giữa hai nước để làm việc thì bà phải phụ giúp chăm sóc gia đình, con cái nhớ mẹ nên mình chỉ mong đến ngày sum vầy. Đặc biệt, anh Dũng phải thay Thu Phương làm những việc đáng ra người phụ nữ trong gia đình phải làm. Mặt khác, Thu Phương biết ơn tình cảm, danh xưng khán giả dành cho mình nhưng cô cho biết mình chỉ là một nghệ sĩ, không phải là danh ca, diva hay minh tinh. Vì với giọng ca dòng sông lơ đãng, những giá trị đó chỉ đúng và phù hợp với từng giai đoạn,